Rồi em mời chị vào. Vâng, chào chị. À, rồi em nhờ chị cầm cái micro lên giùm em nhé. Chắc là chị cầm lên lấy tay đi ha. Rồi bỏ sát sát cao cao lên cho em. À, bởi vì là cái micro đó nó pin nó yếu á. Thành ra là em phải ghim đi sạc ấy. Rồi bây giờ chị gửi lời chào tới cho tất cả quý vị đang xem Rồi. chương trình của em vài điều hay gì ha. Rồi, mình tên là Hồng Thúy, Ngô gì ạ? Ngô Đình Thúy Hồng, Ngô Đình Thúy Thiệt, Hồng. Vâng. ở Châu Thành, Tiền Giang, Ở Châu Thành Tiền Giang đi qua đây ha. nhưng mà đến từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. À, chị ở Châu Thành Tiền Giang nhưng mà làm Làm, việc ở thành phố Hồ Chí Minh. đúng rồi. Vâng. À, chị Hồng sinh năm bao nhiêu chị ha? 1975 em. 1975. À, chị Hồng nói lớn lớn với em tí nha. Em nghe nó hơi bé đó. Dập tiếng chị nhỏ xíu À, dạ. Đây. Công việc của chị Hồng là hiện tại đang làm à. gì? Công việc của chị là may thời trang á em, May thời trang. đầm phụ nữ À, mình thiết kế luôn hay sao? á. Không, cũng như chị làm chung với anh chị, là chị làm cho anh chị À, vậy á. ha. Dạ, rồi cái công việc đó cụ thể thu nhập như thế nào chị chia sẻ cho Thì em. nói chung là lương cơ bản thì hiện bây giờ anh chị đang trả cho chị 10 triệu một tháng. Vâng. À, còn tiền quê hồng thì ví dụ như chị làm mẫu làm đồ đẹp cho người ta thì người ta quê hồng riêng cho chị là khác. Dạ. Đúng rồi. À, 10 triệu một tháng là đã ăn ở chưa chị hay Anh là chị ở chung với anh chị với dì chị luôn. à, anh chị nuôi luôn ha. Dạ, rồi cái tình trạng hôn nhân của chị Hồng là như thế nào chị cho em hay nào? Tình để chị chúc cộng bà con cái đi rồi đi À hồi chị quên. dạ. Và mình tên là Hồng, đến từ Châu Thành, Tiền Giang. Thân chúc các bác, các cô, các anh, các chị, các em trên kinh kết nối yêu thương của Thành Nguyên một lời chào thân thương và quý mến nhất. Dạ, cảm ơn chị Cảm rất ơn nhiều. em. À, chắc là chị tháo cái dây ra giùm em đi. À, chắc là nó đầy rồi đó. À, rồi rồi. Rồi, ok. Rồi, một là chị cầm tay, hai là chị cài vào cổ áo cho em nhé. Rồi mình bóp lại đó, đúng rồi. Đó. Về đi, tiếng chị nhỏ Rồi. lắm. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chị cho Thành Nguyên hay nào, cái tình trạng hôn nhân của chị đã như nào? Tình trạng hôn nhân của chị là chị với ông xã, trước đây thì chị với ông xã chị là ly thân, Vâng. là năm 2012. Rồi khi tới 12, tới 2018 là anh bị mất. Dạ. Dạ. À, Đúng rồi. là anh chỉ ly thân trước đó. Đúng À, rồi. nhưng mà sau đó thì anh đã mất rồi. Vâng. À, chị Hồng là có tất cả là mấy người con? Chị lập gia đình muộn lắm em, chị chưa có con. Ồ. Đúng rồi. Tại Dạ. vì 36 chị tuổi chị mới lập gia đình. Vâng. Rồi tới 38 tuổi thì chị với ảnh là nói chung là bất đồng ý kiến. Vâng. Tại chị là chị làm dâu trong nhà. Dạ. Nhà mẹ chồng chị anh em đông lắm. Dạ. Nhưng mà ra riêng hết còn có mình ảnh lớn tuổi thôi. Vâng. Rồi chị về chị làm dâu. Mà giữa chị với anh nói chung là nó trái chiều lắm. Nói chung là tại vì anh cũng như anh ỷ lại á. Dạ. Gia đình anh nói chung là cũng khá khá một chút. Thành còn bên chị thì nói chung thì mình cũng đủ ăn thôi. Dạ. Thành ra bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến luôn. Từ công việc cho tới cuộc sống. Vâng. Mà anh cũng không có chia sẻ chị được gì hết. Nhưng mà anh rất là ghen. Điện thoại của chị vậy nè. Nói chung là em xài thì có lúc em cũng phải để nơi nào đó. Dạ. Thì anh lấy anh gọi hết. Từ ở trên anh gọi dài xuống. Anh hỏi thí dụ bây giờ chị ghi là Thành Nguyên kết nối yêu thương. Thì anh sẽ hỏi là thí dụ nghe tiếng đàn ông á. Thì anh hỏi là ông là gì của cái số điện thoại này. Đó thì thí dụ em Kiểm nói soát từng đúng ly rồi, từng tí kiểm ha. soát chị rất là kỹ càng. Thì chị mới nói nếu mà chị không đàng hoàng thì làm sao chị ở đất thành phố mười mấy năm nay. Chị đi làm hồi chị mới 23 tuổi lần em. Dạ. Quê hương chị ở thành phố, Dạ. gốc của chị, Dạ. quê ngoại chị là ở Gò Vấp, Dạ còn dạ. quê nội chị ở Bình Thạnh. Dạ. Đúng rồi. Rồi ở Tiền Giang đó là cũng như ba mẹ chị hồi xưa đi lập nghiệp thôi. Đó, rồi bây giờ chị trở về trển chị ở với gì với anh chị làm việc. Dạ. Rồi khi chị đi lên đi xuống ở dưới này về quê chồng của chị, hai chị á, chị chơi chị mới gặp ảnh. Dạ.
Chị nói em nghe rõ không? Dạ dạ em nghe. Ừ. Chị hơi bé xíu thôi nhưng mà em nghe được. Ừ. Thế rồi trong khoảng thời gian mà chồng chị mất cho tới bây giờ thì chị có tìm hiểu thêm ai nữa? Nói chung là chị buồn lắm. Chị niềm vui của chị là vào trong mấy cái chương trình của trên tivi với điện thoại thôi. Vâng. Nhưng mà nói chung chị biết em lâu lắm rồi, chị coi trong chương trình mà em đi giúp người nghèo á, Vâng. rồi em ca nhạc rồi chị thích lắm, chị mơ ước trong lòng chị vậy nè Thành Nguyên. Ước gì mình được gặp Thành Nguyên với Tuấn Vĩ, mình thấy hai người này mình cưng quá trời cưng luôn. Hai người thanh niên tuổi tuy còn không lớn lắm mà không nhỏ lắm, nhưng mà có một tấm lòng đi giúp người nghèo, người khó khăn. Rồi bây giờ lại thêm được cái kinh, mở cái kinh là kết nối yêu thương này càng ý nghĩa hơn. Dạ. Thì sự thật là chị rất trân trọng Tuấn Vĩ và em. Dạ. Chị rồi chị cũng nghiền nhạc của em với Tuấn Vĩ luôn. Dạ. Chị nói em thương, chị nghiện lắm Thành Nguyên. Dạ Không có ngày nào chị không mở nhạc em với Tuấn Vĩ hết. Nãy chị cũng tâm sự với bà xã. Chị nói dạ. chị nói chung là chị bị nghiện nhạc của Tuấn Vĩ, Thành Nguyên với anh Ranny với anh Trường Vũ. Là Dạ. chị thích bốn người, rất là thích luôn á. Cảm ơn chị rất nhiều. Lúc chị làm, ví dụ như nói chung ban ngày vậy chị bận làm đúng không, thì trước khi chị nghỉ việc á, chị dọn dẹp xong chị đi tắm là chị vô chị mở cái kênh của em với Tấn Vĩ chia lên chị xem trước Dạ. đó. Chị cưng kiểu như là trong lòng chị rất là quý em với Tấn Vĩ, hầu như là chị mở hai người lên là chị rất vui vậy đó. Vâng. Chị không biết sao á, chị thương em với Tấn Vĩ cũng như trong lòng mình, chứ ở ngoài chị đâu có được gặp. Ngày mai chị Dạ. gặp em chị mừng lắm. Dạ. À, rồi em biết chị nói thiệt em là từ ngày anh mất tới bây giờ trong lòng chị không có nghĩ gì tới chuyện đó hết, Vâng. nhưng mà lắm khi chị cũng suy nghĩ mình á, thì tuổi không lớn mà nó cũng không nhỏ, nhưng mà mẹ chồng chị á, thì thương chị lắm. Vâng. Dù chị với anh không được hạnh phúc nhưng mẹ chồng chị rất là thương chị, các em chồng cũng thương chị lắm luôn, thương thương dữ dằn lắm. Cái mẹ mới nói là con bây giờ con của mẹ là chồng của con nó mất rồi thì con nên đi bước nữa đi, mẹ sẽ đứng ra mẹ gả con đó. Cái chị mới nói chứ mẹ ơi ai đâu thương con. Cái mẹ nói tại con không chịu thôi hay là con có lý do gì đó. Thì chị nói thiệt Thành Nguyên là kén thì không phải là chị kén, nhưng mà chị muốn tìm một người đâu đó đúng tâm đầu ý hợp của chị. Chứ còn mà kiểu như quen mà nay mình quen anh này mai mình quen anh khác để đi chơi đi ăn uống là trong tâm chị không có thích đó. Thành thật không có, thí dụ như nói tìm hiểu thì bây giờ ví dụ như chị biết cái người đó thì tìm hiểu qua điện thoại nói chuyện, hoặc là ví dụ đi ăn đi uống rồi trả chị về vị trí đó trong thời gian đi 1-2 tiếng thì chị đồng ý. Dạ. Nhưng mà chở chị đi ăn chơi là nói chung là nơi không đàng hoàng thì hoàn toàn chị không thích. Dạ. Dù cho chị có yêu thương người đó đi như thế nào nhưng mà khi chưa ra mặt giữa hai bên gia đình là không bao giờ chị chấp nhận. Dạ. Đó thì rồi thứ hai nữa em biết nơi làm việc của chị là nó hạn hẹp lắm. Dạ. Chị không có giao tiếp rộng. Vâng. Đó. Cái em chị tâm sự với em này em nghe thử coi rất là linh nghiệm. Dạ. Sáng chị ngủ dậy làm trễ nhưng mà chị dậy sớm lắm, 5 giờ 5 rưỡi chị dậy à. Vâng. Chị tắm rửa sạch sẽ xong cái chị thay nước chị cúng mỗi ngày. Dạ. Chị cúng từ cha trời mẹ đất, chị cúng vô tới của quyền thất tổ trong nhà. Chị mới nguyện vậy nè, chị nguyện là 3 năm nay á Thành Nguyên, Vâng. đúng 3 năm luôn á em. Từ khi mà cái Tết đó chị về là mà mẹ nói chị khóc nhiều lắm. Cái mẹ chồng á Vâng. là chị bắt đầu chị mới về chị nguyện cha trời mẹ đất với mẹ xanh mẹ độ của chị á, Dạ. tên của chị địa chỉ chị ở đó rồi nơi làm việc của chị là ở đó, nếu mà cha trời mẹ đất có thương con á thì giúp giùm con tìm cho con đúng một người là tâm đầu ý hợp với con. Dạ. Chứ còn xã hội bây giờ nó thứ nhất là nó vô thường, thứ hai là không phải chị nói xấu hết những người đàn ông nhưng mà đa phần là những anh thôi vợ, thì thật sự là chị không có dám nghĩ tới. Dạ. À, Thành bữa nay chị tới đây chị cũng nhờ em một việc là bây giờ em cho chị hỏi em trước đi Rồi chị hỏi rồi đi. rồi rồi hả nói sao. Dạ. À, chị thì từ ngày chị coi giữa kinh em và kinh Tấn Vĩ thật lòng chị là cũng theo dõi những anh như thế nào để mình tìm ý chung nhân để mình đi bước nữa cho nó được hạnh phúc. Dạ.
Thì trước đây là 20, khoảng chừng 3 tuần thôi, Vâng. thì có anh Trần Thanh Trà. À, Trần Thanh Trà Đúng ha. rồi, Vâng. chị thì ở Châu Thành, Tiền Giang, còn anh thì ở Cái Bè, Tiền Giang, Dạ. thì cùng tỉnh với chị. Dạ. Nhưng mà giữa chị với anh, ngoài đời thì chị chưa gặp anh thật, Dạ. nhưng mà những gì anh chia sẻ trên kênh của em là giống như hoàn cảnh chị Dạ. đó. Rồi thứ thứ nhất là anh chị thì tuổi mèo, Dạ. anh thì tuổi hợi, là 2 tuổi đó rất là hợp nhau. Thứ hai nữa là anh thì vợ anh đã mất 5 năm rồi, Vâng. chị bên đây thì chồng chị mất 4 năm rồi, Vâng. mà chị cũng không có con có gì. Dạ. Rồi thứ ba nữa là chị nghe anh tâm sự mà mẹ vợ anh mà ủng hộ anh á, Dạ. chị rớt nước mắt luôn á. Tại chị nghĩ là anh cũng sống như thế nào thì mẹ anh mới động viên Dạ. là ủng hộ anh như vậy. Thì chị bên đây á, mẹ chồng chị cũng ủng hộ chị, mẹ Dạ. thì chị nói thành viên nghe chị cũng sống như thế nào thì mẹ chồng chị mới ủng hộ chị. Nói thì chị không biết là những anh chị em khác, người ta không có đứng trong cái hoàn cảnh mình thì người ta có hiểu được không, nhưng mà chị nói đây bằng cái tâm của chị là chị rất quý anh. Dù thí dụ sau này chị với anh đó có đến được hay không, nhưng mà trong lòng cũng chị cũng vẫn tôn trọng một người đàn ông có cái tâm và cái tính như anh. Đó, tính chị Dạ. đúng không em? Đó, rồi thứ hai nữa là những cái anh chia sẻ chị rất là trân trọng, mà chị rất là quý. Là em bữa chị nghe anh nói vậy mà chị rớt nước mắt nhiều lắm Thành Nguyên. Nói chung là đêm đó chị không ăn cơm luôn. Nói mình nửa mừng mà nửa vui, là cũng như cái lời cầu nguyện của mình nó rất là hiệu nghiệm. Dạ. Đúng 3 năm đó em, nếu tính tới giờ là đúng 3 năm á. Thì chị đến không phải là tự nhiên, là chị nói em kết nối ảnh liền cho chị, Dạ. mà chị cũng đã có coi là có một chị ở Ô Môn, Cần Thơ tên Dạ. chị Hiền kết nối cái anh, Dạ. rồi một chị Yến ở thành phố Hồ Chí Minh nghề may dài em bé thì Dạ. cũng tới kết với anh. Thì chị đã biết như vậy, nhưng mà chị nói đây là cái duyên, Dạ. thì thôi mình cứ đến mình chia sẻ thật lòng với Thành Nguyên đi. Còn nếu thật sự mình và anh là cái duyên thì đến được, Dạ. còn không phải cái duyên của mình thì mình cũng chúc cho anh tìm được một người nào đâu đó để tâm đầu ý hợp, để cùng nắm tay nhau đi hết đến cuối đoạn đường. Dạ. Chứ cái người chị nói em nghe mà người mình yêu thương nhất mà mất rồi đau lắm. Vâng. Đúng là Thì em. sau ngày hôm nay thì Nguyên sẽ gửi thông điệp của chị Hồng tới cho anh Trà ha. Đúng rồi em. Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là anh Trà sẽ hồi đáp lại cái tình cảm của chị Hồng. Ừ. Dạ. Nhưng mà Thành Nguyên cũng phải nói trước với chị Hồng là không phải là ai đến với chương trình kết nối cũng là đều kết nối thành công. Chị À, chị hiểu hiểu em. ha. Dạ, thì nếu như anh chị mà có duyên thì quá tuyệt vời. Đúng Nhưng mà rồi. trường hợp như anh Trà mà không có hồi đáp lại cái tình cảm của chị đó thì chị có sẵn sàng mở lòng với những người đàn ông khác không? Theo như em thấy, theo như bản thân chị thì chị nghĩ vậy nè, nếu mà mình nói mình đã đến kinh Thành Nguyên rồi mà mình chỉ muốn kết nối với một anh đó mà không thành, mà mình đi về thì mình quá là ích kỷ trong tâm, phải không em? Dạ, Đúng dạ, không em? dạ. Thành ra thôi bây giờ ông xã chị mất cũng đã 4 năm rồi, cho Dạ. nên chị sẵn sàng mở lòng. Dạ. Nếu thật sự chị với anh Trà mà có duyên thì chị cũng rất cảm ơn trước là vợ chồng em, Dạ. sau là tất cả các cô các bác trên kênh kết nối yêu thương của em, là ủng hộ những cặp đôi mà đã thành đôi á, chị Dạ. rất là vui. Còn nếu không có duyên thì trong lòng chị vẫn tôn trọng anh. Dạ. Còn đối với người khác thì với điều kiện anh đó là mất vợ chị mới nghĩ tới, Dạ. chứ còn thôi giờ thật sự chị không dám nghĩ. Em Dạ. vậy Rồi thôi. thì Thanh Nguyên cứ hỏi như vậy về sau này anh nào ngoài anh Trà ra đó thì anh nào mà đến với chị thì cũng tùy duyên hai chị ha. Đúng rồi. Dạ. Vâng. Độ tuổi các anh thì chị mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Độ tuổi các anh thì bằng chị tới Bằng chị. 57 đổ xuống. Chị sinh năm 75 là năm nay là Chị 40 em, 48. 48 là từ năm 7 Đúng rồi. xuống 48 Đúng rồi. bằng tuổi chị ha. Bằng chị trở lên Dạ thôi. dạ dạ. Đúng rồi. Rồi.
tại vì về điều kiện, về hình thức, về công việc người đó chị mong muốn sao không? điều kiện thì chị nói em nghe, thí dụ nói chung là điều kiện chị không cần thiết, nói chung là cuộc sống chị nó cũng bình thường rồi Dạ. đó. Thành ra chị chỉ cần một anh là thứ nhất là anh ấy có cái tâm, Dạ. thứ hai là có đạo đức, thứ ba là biết yêu thương chị Dạ. và cùng nhau nắm tay với chị đi hết đoạn đường cuối này trong con đường hạnh phúc đó. Còn về công việc thì nếu anh làm vườn cũng được, làm ruộng cũng được, anh làm nghề cũng được. Còn về nhà cửa ở thì thí dụ như nếu bên anh có điều kiện thì chị sống bên anh cũng được, còn nếu bên anh không có điều kiện anh về bên chị anh sống cũng được. Dạ. Thì chị cũng có được căn nhà nhỏ nhỏ chắc cũng cỡ này, Dạ. chị mua chị cất riêng á, Dạ. tại chị nghĩ mình ở chung với ba mẹ, ba mẹ chị cũng lớn rồi, mẹ 70, ba chị 78 rồi, Dạ. thì sau này nói chung là nhà chị em út chị thành đôi hết, còn có mình chị gãy gánh Dạ. nè. Thành ra chị cũng suy nghĩ nếu mà chị đi bước nữa thì thôi, còn chị không đi thì chị về đó chị ở chị làm, Dạ. tại vì chị có cái nghề, nếu chị không làm cho anh chị nữa thì chị về chị làm ở nhà cũng được, hoặc là chị mua bán cũng được. Vâng. Đúng rồi, chị thích mua bán hàng ăn hàng uống rồi đó. Dạ. Đúng rồi, chị thích Dạ. đó. Ok chị, thì những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của chị Thúy Hồng Chị ha. Hồng em. À, chị Thúy Hồng thì Thánh Nguyên cũng đã ghi nhận ở đây. Rồi sau ngày hôm nay thì việc của chị Hồng là cứ chờ thông tin thôi. Đúng Rồi rồi. như có phản hồi từ anh Trà hay là các anh khác thì Thánh Nguyên sẽ cho chị Hồng hay Đúng sau. rồi, chị cảm ơn em. Vâng, cuối chương trình thì chị Hồng có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho anh Trà cũng như là quý vị đang xem chương trình em vài điều nữa. Nhắn nhủ tới anh Trà thì hôm nay là em đã đến kênh của Kết Nối Yêu Thương Thành Nguyên. Đây là bạn Tâm, bằng tấm lòng của em. Sao em thấy chị có vẻ xúc động? Nói buồn nó không được cưng ơi. Dạ. Thì Thành viên cũng hy vọng rằng là anh Trà sẽ cảm nhận được cái tình cảm của chị dành cho anh. Dạ. Ok chị, thì những cái chị không nói nữa đâu. những cái chia sẻ của chị thì cũng thay lời muốn Đúng nói rồi, ha, thay đúng lời rồi. muốn nói tới anh Thôi Trà. giờ cuối cùng chị cũng xin chúc các bác, các cô, các anh chị em và trên cộng đồng mạng Dạ. luôn luôn dồi dào có sức khỏe và để ủng hộ kênh Kết Nối Yêu Thương của Thành Nguyên, Dạ. để có một chút đồng ngân để vợ chồng Thành Nguyên đi giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Dạ. Chị coi mấy cái kênh em quay chị khóc hoài, vì chị la chị suốt nhưng mà thấy đau lòng lắm. Dạ. Như bữa em quay cái anh chàng mà nam đó, Dạ. chị khóc chị bỏ cơm chiều luôn, Vâng. nghĩ sao mình bất hạnh chuyện này, có người khác còn bất hạnh hơn mình, chị xót lắm. Dạ. Rồi chị mới quyết tâm là chị xuống tới đây. Dạ. Chứ khi chị coi cái tin của ảnh chị nói em là chị suy nghĩ nhiều lắm, chị nói không biết mình có nên đi bước nữa hay không, Dạ. rồi khi mình đi bước nữa có đem được tới cái hạnh phúc cho mình không, hay là mình nhận vào một cái nói chung là nỗi buồn nữa đó em, thì chị không thể nào chống chọi nữa nổi. Dạ. Thì Rồi, ok chị. Thì việc còn lại của chị Hồng là cứ chờ thông tin thôi. Có gì thì em sẽ cho chị hay sau ha chị ha. Dạ rồi. vâng. Kính thưa quý vị thân mến, thì những gì chị Thúy Hồng đến từ Tiền Giang chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo Thành Nguyên. Dạ, em cũng chúc cho chị Thúy Hồng thật là nhiều sức khỏe và sự thành công ha. À, chị Chúc cho cảm chị ơn trên đường em. về thật là nhiều bình an. À, chị cảm Dạ. ơn em rất Dạ. nhiều. Chị cũng chúc vợ chồng em có sức khỏe thật nhiều để đi giúp các mảnh đời bất hạnh nha. Dạ. Chị thấy chị thương lắm Thành Nguyên. Dạ, cảm ơn chị. Với chị cho em nói gì? Thí dụ như em kết nối chị, thí dụ như có anh nào mà lên chọn chị ha, là muốn kết nối với chị nhờ em á, thì em báo cho chị biết trước Dạ. rồi em hả cho số điện thoại chị cho Dạ mấy đúng anh. rồi, sau khi mà em đăng tải những clip của các anh nào mà bày tỏ tới chị á, nếu như được sự đồng ý của chị thì Thành Nguyên mới cho số. Ai cũng Đúng vậy, rồi, Thành Nguyên đúng làm rồi. việc nguyên tắc từ xưa tới giờ đây. Dạ. Tại số điện thoại này là chị ghi cho em là số điện thoại chính của Vâng chị. vâng vâng. À, còn số chị gọi em thường để chị quyết định chị xuống là số Dạ phụ dạ thôi. dạ. Ok Chị chị. ghi đây là số chính của Dạ chị. dạ. Rồi, ok chị. Dạ chúc Rồi chị chị sức cảm khỏe ơn nhé. nhiều Dạ nha. dạ dạ. Dạ.